Và tất nhiên chúng tôi lần lượt chào mừng bạn về chương chính. Chúng ta đã trở lại với chương trình nữa. Sau một tuần thì bây giờ chúng ta lại gặp lại nhau. Tất nhiên mức độ căng thẳng của cuộc thi đang được đẩy lên cao. Phía trước của chúng ta là 6 đối thủ, 6 người cùng chơi. Tất nhiên là người chơi chính có lợi thế rất nhiều. Tuần qua thì có ai đưa ra lời khuyên gì với bạn không? Dạ vâng, có ạ. Bạn là em rất là mừng khi mà em được chơi tới đây. Và còn chỉ còn có 6 bạn chơi thôi. Bạn em thì có rồi đem những cái tài liệu tới cho em coi, đọc nó ra, tráng thi lên. Những người bạn ấy rất tốt đúng không ạ? Dạ. Gia đình thì ủng hộ động viên, không có lý do gì để chúng ta không chiến thắng cả. Đúng không ạ? Chúng tôi mong bạn là tự tin thoải mái và chúng ta sẽ cố gắng được vượt qua 6 đối thủ còn lại. Dạ, em sẽ cố gắng. Khán giả xem truyền hình, tất nhiên trong mỗi chương trình chúng tôi luôn luôn dành cho quý vị và các bạn một câu hỏi. Và quý vị và các bạn hãy nhớ đừng quên số điện thoại 1900 1789. Quý vị có thể nhắn tin theo mẫu và gửi tới số 8228 để trả lời câu hỏi, đồng thời đưa ra dự đoán về số người có cùng câu trả lời với quý vị và các bạn. Và câu hỏi cho chương trình kỳ này sẽ là: chuồn chuồn là côn trùng có ích hay không? A. Hoàn toàn có ích. B. Hoàn toàn có hại. Và C. Vừa có ích vừa có hại. Chúng tôi sẽ được nhắc lại những phương án trả lời của chương trình. A. Hoàn toàn có ích. B. Hoàn toàn có hại. Và C. Vừa có ích vừa có hại. Quý vị và các bạn hãy nhớ là quý vị và các bạn có thể tham gia cho tới phút thứ 30 của chương trình. Một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng sẽ dành được cho ai đó may mắn nếu đưa ra được câu trả lời đúng, đồng thời dự đoán đúng số người có cùng câu trả lời hoặc gần nhất số người có cùng câu trả lời với quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Trở lại với người chơi chính của chúng ta, bạn Võ Thị Kiều Duyên. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã cùng nhau vượt qua được tới 94 đối thủ, 94 người cùng chơi đúng không ạ? Và chúng ta đã cùng nhau vượt qua câu hỏi số mấy, bạn còn nhớ không? Em nhớ là mình đây ai có câu số 4. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải vượt qua câu hỏi số 5 trước khi vượt qua 6 người cùng chơi. Người cùng chơi thì cũng có những cái áp lực tâm lý riêng. Và người chơi chính thì tất nhiên chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn. Nhưng người chơi chính như bạn vẫn còn nguyên 3 quyền xin giải thoát của chương trình và 1 quyền xin được nhân đôi số điểm. Điều đó sẽ giúp cho bạn nâng cao điểm số rất nhiều. Xin thông báo lại là điểm số của bạn đến thời điểm hiện tại là 1878 điểm. Và trước mặt chúng ta là câu hỏi số 5. Bạn đã sẵn sàng? Dạ vâng, em đã sẵn sàng. Câu hỏi số 5 bắt đầu. Số 5 có chủ đề về lịch sử địa lý, bạn sẽ lựa chọn câu hỏi khó hay dễ? Em xin chọn câu hỏi khó. Một câu hỏi khó, một sự lựa chọn khó khăn và cuối cùng thì là một câu hỏi khó. Suốt cả chương trình vừa qua thì chúng ta luôn luôn được nhận được những sự lựa chọn câu hỏi dễ đó. Và bây giờ chiến thuật thay đổi rất nhanh. Chúng ta chờ đợi câu hỏi của chương trình. Câu hỏi của chúng ta như sau: từ cuối thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 17, nước nào được coi là người chở hàng lớn nhất trên biển? A. Hà Lan. B. Tây Ban Nha. Và C. Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ được nhắc lại những phương án trả lời của chương trình. A. Hà Lan. B. Tây Ban Nha. Và C. Bồ Đào Nha. 6 giây cho 6 người cùng chơi còn lại. Bắt đầu. Rất nhanh chóng, người chơi chính đã đưa ra sự lựa chọn của mình, đó là phương án A. Theo quy định của ban tổ chức chương trình, chúng ta luôn luôn có 1.000 điểm tương đương với 10 triệu đồng chia đều cho những người cùng chơi qua mỗi một câu hỏi. Ở câu hỏi số 5 này thì mỗi người chơi sẽ có điểm số là 166,67 điểm. Bạn có xin nhân đôi số điểm hay để dành? Để không. Không, không nhân đôi số điểm. Và lựa chọn cuối cùng của bạn là phương án A. Câu trả lời của chúng tôi đó là thích đúng không? Có lẽ đây không hẳn là một câu hỏi khó đúng không? Hà Lan là quốc gia hàng đầu thế giới về vận tải biển lúc bấy giờ, với hàng vạn phương tiện thuyền chuyên chở thuê hàng hóa trên các đại dương. Và nó rất chính xác. Có lẽ đây cũng không hẳn một câu hỏi khó, và chúng tôi nghĩ rằng chắc hy vọng rằng
bạn đưa ra sự lựa chọn không xin nhân đổi số điểm cũng vẫn chính xác. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Điều gì xảy ra? Tại sao bạn lại lắc đầu? Tất cả 6 người đã gặp phương án trả lời sai và bạn đã là người chiến thắng của chương trình này. Xin chúc mừng. Quá đáng tiếc bởi vì bạn không xin nhân đôi số điểm ở câu hỏi số 5 này. Và với việc vượt qua được 6 người cùng chơi thì điểm số của bạn Võ Thị Kiều Duyên đến thời điểm hiện tại là 2.878 điểm, tương đương với 28.780.000 đồng. Xin chúc mừng. Thì bạn có tin vào chiến thắng của mình không? Dường như là quá dễ dàng. Em nghĩ là câu hỏi này em nghĩ là nó lại sẽ trả lời được. Em lại chiến thắng như vậy đó, em cũng thấy bất ngờ lắm. Bất ngờ lắm. Nếu như xin thêm đơn số điểm thì điểm số của bạn sẽ là bao nhiêu? Không thể biết được đâu. Có thể là chúng ta tính nhanh một chút, khoảng chừng 3.800 nữa. Nhưng không sao, bạn đã là người chiến thắng. Thật tuyệt vời bởi vì là bạn đã có một số điểm rất lớn, trên 2.800 điểm, trên 28 triệu đồng. Bây giờ thì với một cô sinh viên còn rất trẻ như thế này thì đầu tư vào học hành cũng thừa thãi được. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì với phần thưởng như vậy? Bạn có thể bật mí. Em số tiền này em nói đó với em là sinh viên mà em còn mới là năm nhất mà nói với em là rất là lớn, nên trước hết là em sẽ gửi một phần để cho em dành việc học anh văn với học những cái môn ngoại ngữ mà em sẽ học. Còn một phần nữa chắc là em nghĩ là em sẽ gửi cho mẹ em. Thật tuyệt vời, đó là những suy nghĩ rất đúng đắn của chúng tôi. Một lần nữa chúc mừng bạn đã trở thành người chiến thắng, một chiến thắng hết sức ngọt ngào cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình và chúc bạn học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa nói lời chúc mừng người chơi chính của chúng ta, người chiến thắng vừa qua. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để chúc mừng người chơi chính tiếp theo trong số 101 người chơi có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, và người chơi chính tiếp theo cho chương trình ngày hôm nay sẽ là người chơi ở vị trí số 4. Xin chúc mừng anh. Xin quý vị chào đón anh Huỳnh Lâm Tuấn Bình đã đến với chương trình. Trở thành người chơi chính của chương trình quả là có rất nhiều áp lực nữa. Bây giờ thì như anh vẫn còn đang hồi hộp. Ngồi đây thì thoải mái hơn chứ? Rất nhiều người nói với tôi như thế. Ngồi đây rất thoải mái. Hơn là dưới kia nữa. Nhưng mà áp lực cũng lớn hơn. Bởi vì chúng ta phải đối mặt với một trong một cuộc chơi, đối thủ của chúng ta đấy ạ. Dù gì thì người chơi chính cũng sẽ có những lợi thế. Anh sẽ được biết rõ điều đó. Bây giờ thì điều quan trọng nhất là anh hít thở sâu, bình tĩnh, tự tin. Và chúng tôi hy vọng là anh sẽ vượt qua những câu hỏi đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại quý vị và các bạn số điện thoại 1900 1789 nhánh 2. Hoặc quý vị và các bạn có thể nhắn tin theo mẫu và gửi tới số 8228 để trả lời câu hỏi của chương trình. Ở phần cuối của chương trình thì chúng tôi sẽ chạy chữ thông báo số điện thoại của người trúng thưởng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Chào mừng người chơi chính của chúng ta, anh Huỳnh Lâm Tuấn Bình. Anh đã đến đây và đã trở thành người chơi chính cho chương trình đấu trường 100. Áp lực là không nhỏ bởi vì trước anh một người chơi chính đã giành chiến thắng với một số điểm cũng tương đối lớn nữa. Và bây giờ thì làm thế nào để có được chiến thắng? Chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin và hy vọng là có may mắn nữa để có thể vượt qua được 100 đối thủ. Để cho anh thêm phần tự tin thì chúng tôi nhắc lại một chút luật của chương trình, đó là người chơi chính là người có quyền lựa chọn cấp độ câu hỏi khó hay dễ. Tất nhiên người chơi chính là những người là người sẽ đưa ra câu trả lời sau khi những người cùng chơi đã đưa ra sự lựa chọn của mình trong vòng 6 giây. Và những câu hỏi đầu tiên tất nhiên là tính chất hết sức quyết định nữa, anh cần phải có được điểm số để lấy lợi thế cho mình. Anh nghĩ sao? Nhắc lại như vậy em chưa nghe rõ. Vâng, để cho anh có phần tự tin hơn thì chúng tôi xin được nhắc lại là theo quy định của ban tổ chức chương trình,
Những vị trí chính, anh có quyền lựa chọn cấp độ câu hỏi khó hay dễ. Dạ dạ. Tùy vào tình lĩnh vực nhất định. Và anh là người trả lời sau khi những người cùng chơi đưa ra phương án trả lời trong khoảng thời gian là 6 giây. Sau đó thì người chơi chính mới bắt đầu trả lời. Những câu hỏi đầu tiên là những câu hỏi mà tính chất quyết định, bởi vì anh cần có được điểm số để có được 3 quyền sử dụng giải thoát và 1 quyền sử dụng nhân đôi số điểm. Bây giờ thì anh đã rõ về luật của chương trình. Và mình tính tự tin chưa ạ? Và mỗi một chút rồi đúng không ạ? Không sao, anh sẽ còn tự tin hơn nếu vượt qua câu hỏi đầu tiên. Bây giờ thì anh hãy tập trung để chúng ta bắt đầu câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1, bắt đầu. Số 1 có chủ đề về khoa học đời sống, anh sẽ lựa chọn câu hỏi khó hay dễ. Đầu tiên phải dễ trước. Vâng, một câu hỏi dễ trước cho thoải mái, đúng không? Vâng, chúng ta chờ đợi câu hỏi của chương trình. Câu hỏi của chúng ta như sau: vì sao có thể coi mật ong như một loại dược phẩm quý? A. Vì tính bổ dưỡng. B. Vì tính kháng khuẩn. Và C, vì cả hai tính chất nói trên. Chúng tôi xin được nhắc lại những phương án trả lời của chương trình. A, vì tính bổ dưỡng. B, vì tính kháng khuẩn. Và C, vì cả hai tính chất nói trên. 6 giây cho 100 người cùng chơi. Bắt đầu. Có cái chương qua và người chơi chính của chúng ta giờ đây thì đã nở một nụ cười rất là tự tin rồi đúng không? Anh sẽ nói với chúng tôi phương án lựa chọn của anh đó là gì vậy? Nghĩ đó là câu C. Và phương án lựa chọn của anh đó là? Câu C. Câu C. Câu trả lời của chúng tôi đó là? Rõ ràng là với người chơi chính thì việc vượt qua câu hỏi đầu tiên về tính chất quyết định đúng không? Và anh đã giúp bỏ được những gánh nặng rất lớn. Và mật ong vừa bổ dưỡng lại vừa kháng khuẩn, với đương nhiên là như vậy rồi. Thành phần mật ong ngoài chất đường thì có rất nhiều vitamin, khoáng chất, các chất kháng khuẩn tự nhiên nên là bổ dưỡng và có tính chất diệt trùng nữa. Anh rất chính xác vượt qua được câu hỏi số 1. Điều đó thì đã làm giảm áp lực cho anh rất nhiều, nhưng điều quan trọng chúng ta vẫn còn phải chờ xem liệu anh có được những điểm số đầu tiên hay không. Nếu như 100 người cùng chơi đều đưa ra phương án trả lời đúng thì anh vẫn phải tiếp tục vượt qua câu hỏi số 2 với không một sự trợ giúp nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Không nhiều đèn đỏ đúng không ạ, nhưng cũng rất may mắn rồi, có 8 người trả lời sai ở câu hỏi số 1 đây. Và như vậy, trước mắt anh còn lại 92 đối thủ, 92 người cùng chơi và anh đã có những điểm số đầu tiên. Theo quy định của ban tổ chức chương trình, chúng ta có 1.000 điểm tương đương với 10 triệu đồng chia đều cho những người cùng chơi. Với việc vượt qua câu hỏi số 1, vượt qua 8 người cùng chơi thì điểm số của anh Huỳnh Lân Tuấn Bình đến thời điểm hiện tại là 80 điểm.